Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây Giao tranh dữ dội ở phía Nam, Israel tuyên bố tấn công nhiều tài sản giá trị của Hamas Phi công Nga báo cáo tiêm kích của Ukraine rút lui khi đối mặt với Su-35S Ký cáo buộc Nga phóng khoảng 110 tên lửa vào Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng Cảnh sát Hồng Kông truy nã nhà hoạt động dân chủ Châu Đình hai cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan và Mỹ sẽ làm dung chuyển quan hệ Mỹ-Trung-Đài Loan như thế nào? Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị! Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 29 tháng 12 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột, cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay 29 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đang tiến vào khu gia phía nam của Gaza, ngoại ô Khan Yunis, tiêu diệt nhiều thành viên Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố. Đầu tuần này, IDF tuyên bố đã phát hiện một cuộc tấn công vào khu gia trong một chiến dịch nhắm vào những tay súng Hamas đã tấn công cộng đồng biên giới Niox của Israel vào ngày 7 tháng 10, nơi hàng chục người Israel bị giết và bắt cóc. Theo báo cáo, IDF đang nỗ lực thiết lập quyền kiểm soát hoạt động trên khu vực. Cho đến nay, Israel đã tiêu diệt các tay súng Hamas cũng như tấn công các tài sản có giá trị của nhóm khủng bố, trong đó có mạng lưới đường hầm và các vị trí phóng tên lửa chống tăng. IDF nói rằng, cuộc chiến ở Gaza rất dữ dội quân đội Israel cho biết hàng chục đường hầm đã được lực lượng này tìm thấy cùng với nhiều loại vũ khí bao gồm súng trường tấn công, chất nổ và súng cối. IDF thông báo thêm rằng các kỹ sư chiến đấu của lữ đoàn số 5 đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas tại nhà của những kẻ khủng bố Hamas tham gia cuộc tấn công vào Neos. Chuyển đến một số thông tin nổi bật về chiến sự tại Đông Âu. Thưa quý vị, Phi công Nga cho biết, Nhóm chiến đấu cơ Ukraine định tấn công biên đội oanh tạc cơ của Nga nhưng đã nhanh chóng rút lui khi bị Su-35S khóa mục tiêu. Ngày 29 tháng 12, truyền hình quân đội Nga công bố video tiêm kích hạng nặng Su-35S xuất kích hộ tống biên đội oanh tạc cơ chuẩn bị tập kích mục tiêu tại Ukraine. Truyền hình Nga cho biết, phi cơ này đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm tiêm kích của đối phương đánh chặn oanh tạc cơ. Ivan là phi công điều khiển chiếc Su-35S đã cho hay, trong lúc làm nhiệm vụ, tôi phát hiện biên đội máy bay đối phương và khóa mục tiêu, chuẩn bị tung đòn tấn công, họ lập tức quay đầu và từ bỏ nỗ lực tiếp cận nhóm oanh tạc cơ. Video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc Su-35S cất cánh với cấu hình vũ khí tiêu chuẩn gồm tên lửa đối không tầm xa R-37M, tầm trung R-77M1, tên lửa đối không tầm ngắn R-74M, tên lửa diệt radar Kh-31P và tổ hợp tác chiến điện tử trên hai đầu cánh. Trong hình ảnh từ màn hiển thị trước mặt phi công, chiếc Su-35S đang khóa ít nhất một mục tiêu ở khoảng cách gần 100 km và chuẩn bị tên lửa R-37M cho đòn tấn công, nhưng vẫn chưa khai hỏa. Khi chiếc Su-35S của Nga khóa mục tiêu, tiêm kích của Ukraine nhiều khả năng cũng đã phát cảnh báo để phi công cơ động né tránh. Tiêm kích của Nga sau đó hạ cánh với cơ số vũ khí còn nguyên vẹn. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói rằng toàn bộ biên đội oanh tạc cơ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về căn cứ an toàn. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin này. Tin tiếp theo Mới đây, ngày 29 tháng 12, các quân chức Ukraine cho biết Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào Ukraine từ khi bắt đầu cuộc chiến, khiến 12 dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Ngoài ra, Nga cũng tấn công các tòa nhà dân cư ở Kyiv, phía nam và phía tây của Ukraine. Cơ quan quản lý quân sự thành phố cho biết, 10 người ở Kỹ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại một nhà kho bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đã nói, Hôm nay, hàng triệu người Ukraine đã thức giấc vì tiếng nổ lớn. Tôi ước gì những âm thanh vụ nổ đó ở Ukraine có thể được cả thế giới nghe thấy. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trên mạng Telegram rằng Nga đã tấn công bằng mọi thứ họ có trong kho vũ khí của mình, khoảng 110 tên lửa đã được bắn, hầu hết trong số đó đã bị bắn hạ. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Omichuk cho rằng vụ tấn công vừa rồi là cuộc tấn công trên không lớn nhất của Nga kể từ khi bùng nổ xung đột. Tư lệnh quân đội, tướng Valery Zaluzhny cho biết cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các cơ sở công nghiệp và quân sự. Không có bình luận ngay lập tức từ phía Nga. Chuyển đến một số thông tin nổi bật tại châu Á. Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông, cô Châu Đình, người vừa rời khỏi đặc khu sang Canada, hiện đang chính thức bị cảnh sát thành phố này truy nã vì cáo buộc vi phạm các điều khoản bảo lãnh. Người phát ngôn của cảnh sát Hồng Kông nói với báo Nikkei Asia trong một email ngày 29 tháng 12 rằng họ lên án mạnh mẽ những hành động đáng xấu hổ của cô Châu sau khi cô không đến đồn cảnh sát để trình báo vào ngày 28 tháng 12. Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để đưa cô ra trước công lý theo luật pháp, đồng thời nói thêm rằng cô và những người khác bỏ trốn sẽ bị truy đuổi suốt đời trừ khi họ tự đầu thú. Vào lần sinh nhật lần thứ 27 của mình, ngày 3 tháng 12, cô Châu tiết lộ trên tài khoản Instagram rằng cô đã rời Hồng Kông để học ở Toronto và đã quyết định không quay lại. Tài khoản này đã không hoạt động kể từ khi cô được trả tự do vào tháng 6 năm 2021. Sau 10 tháng ngồi tù vì tội gọi là tham gia tụ tập trái phép trong các cuộc biểu tình lớn lan rộng khắp thành phố vào năm 2019. Cô Châu cho biết, Cô đưa ra quyết định ở lại nước ngoài sau khi cân nhắc tình hình ở Hồng Kông và sự an toàn cá nhân, bao gồm cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, John Lee, đã tuyên bố hồi đầu tháng, rằng Châu Đình sẽ bị truy nã suốt đời trừ khi cô đầu thú. Chính quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh coi cô Châu là kẻ chạy trốn đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý vì cô được tại ngoại sau khi bị bắt vì nghi ngờ thông đồng với lực lượng nước ngoài. Theo thỏa thuận tại ngoại, cô Châu được yêu cầu phải trở về Hồng Kông từ Canada và trình báo cảnh sát vào ngày 28 tháng 12. Chính phủ Hồng Kông đã tích cực truy nã các nhà hoạt động dân chủ hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Cảnh sát an ninh quốc gia thành phố đã ban hành lệnh bắt giữ 13 nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài khác trước vụ án của cô Châu Đình, bao gồm cả Nathan Law, người đồng sáng lập tổ chức chính trị ủng hộ dân chủ Demosisto vào năm 2016, cùng với Châu Đình và Hoàng Chi Phong. Tiếp tục với một phần góc nhìn và bình luận. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 năm 2024 đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Bởi kết quả không chỉ quyết định bản đồ chính trị của Đài Loan mà còn ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển và thậm chí là cả bối cảnh địa chính trị của châu Á Thái Bình Dương. Cách mà Washington và Bắc Kinh phản ứng trước kết quả bầu cử ở Đài Loan sẽ là phép thử cho sự phục hồi ban đầu trong quan hệ Mỹ Trung, đồng thời cũng sẽ có tác động quan trọng đến quan hệ ba bên Mỹ, Trung, Đài Loan trong tương lai. Michael Cunningham, nhà nghiên cứu chương trình châu Á tại Heritage Foundation một cơ quan nghiên cứu của Washington đã nói với đài VOA qua email rằng kết quả bầu cử ở Đài Loan sẽ quyết định quỹ đạo tương lai của quan hệ xuyên eo biển ở mức độ lớn. Nhà nghiên cứu Michael Conningham nói thêm, Đài Loan là điểm kích hoạt quân sự lớn nhất trong quan hệ Mỹ Trung. Cuộc bầu cử này cũng sẽ có một tác động thực sự đến tình hình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cũng trong năm 2024, Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 và việc theo dõi của bầu cử ở Đài Loan cũng sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ giới chính trị và công chúng Mỹ. Patricia Kim, thành viên tại Trung tâm Chính sách Đông Á của Viện Brookings, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Washington và công chúng Mỹ nói chung sẽ đánh giá sự chân thành của Bắc Kinh trong việc ổn định mối quan hệ song phương bằng cách quan sát phản ứng của Bắc Kinh đối với cuộc bầu cử ở Đài Loan. Bà Ivy Quick, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại International Crisis Group một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bruxelles, đã cho biết trong một email rằng nếu quốc dân đảng thắng, căng thẳng xuyên eo biển có thể tạm thời giảm bớt. Nhưng khi Bắc Kinh ngày càng mất kiên nhẫn trong việc đạt được mục tiêu của cái gọi là thống nhất Đài Loan, thì Đài Loan sẽ sớm gặp áp lực và phải tham gia các cuộc thảo luận chính trị khó khăn hơn. Bà Ivy Quake tin rằng Bắc Kinh có thể tăng áp lực lên Đài Loan trong thời gian ngắn bằng cách tăng cường ép buộc quân sự và kinh tế, Mục tiêu là ngăn chặn chính phủ mới của đảng dân chủ tiến bộ DPP vượt qua ranh giới đỏ trong việc tuyên bố độc lập chính thức và gửi tín hiệu tới Washington để thể hiện sự kiềm chế trong quan hệ với đài Bắc. Trong một báo cáo về cách ngăn chặn chiến tranh qua eo biển Đài Loan, công bố vào tháng 10, tổ chức này đã đề xuất rằng nếu Quốc dân đảng thắng cử, con đường sẽ rõ ràng hơn vì đảng này đã đạt được sự đồng thuận với chính quyền Bắc Kinh. Báo cáo khuyến nghị rằng cả hai bên eo biển Đài Loan nên nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị mà hai bên có thể chấp nhận được về mối quan hệ xuyên eo biển trong những tháng từ ngày bầu cử đến lễ nhậm chức. Chính sách đối ngoại của Đài Loan, đặc biệt là quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở giai đoạn quan trọng. Trong một báo cáo phân tích, nhà phân tích cấp cao bà Rosie Levin của dự án Trung Quốc đã phân tích tác động của kết quả bầu cử của Đài Loan đối với quan hệ Mỹ Trung Đài Loan. Đó là sự chiến thắng của Đảng Dân chủ Tiến bộ có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Đài Loan với Hoa Kỳ và các nền dân chủ có cùng chi hướng khác, nhưng có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, vì chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần thể hiện sự không hài lòng hợp tác với đảng này. Nhà phân tích cấp cao Rosie Revin tin rằng, ngược lại, nếu Quốc dân Đảng giành chiến thắng, Đài Loan có thể tìm cách xây dựng lại quan hệ kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc, trong khi quan hệ Mỹ Trung vẫn rất căng thẳng. Điều này có thể khiến quan hệ Mỹ-Đài Loan trở nên phức tạp hơn nữa. Hoa Kỳ phản ứng thế nào trước cuộc bầu cử của Đài Loan? Hoa Kỳ phản ứng thế nào trước cuộc bầu cử của Đài Loan? Bà Sally Rigger, giáo sư chính trị châu Á tại trường Đại học Davidson ở Hoa Kỳ, tin rằng Mỹ không nên lo lắng về cuộc bầu cử ở Đài Loan và điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, bà đã nói, sự tan băng trong quan hệ Mỹ-Trung đã làm giảm áp lực lên Đài Loan và mang lại cho các nhà lãnh đạo Đài Loan nhiều không gian hơn để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối nội và quan hệ đối tác quốc tế của họ. Sau kết quả bầu cử, Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Bà Sally Rickiger nhận định rằng Mỹ phải trang bị vũ khí tốt hơn cho Đài Loan để bảo đảm rằng Bắc Kinh không dám tấn công Đài Loan Đồng thời tiếp tục nỗ lực xoa dịu những lo ngại của chính quyền Trung Quốc về việc Washington và Đài Bắc dần dần thừa nhận nền độc lập chính thức của Đài Loan, nhằm giảm bớt căng thẳng hai bờ eo biển và xích mích Mỹ Trung. Mỹ cũng nên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan và bảo đảm rằng Bắc Kinh không thao túng Đài Loan theo cách làm suy yếu chủ quyền của đất nước này. Bà Sally Rickgear nói rằng Washington lo ngại nhất về khả năng vấn đề là liệu sẽ có bất kỳ thay đổi nào trong định hướng chính sách của Đài Loan hay không đặc biệt là về cải cách quốc phòng và cụ thể hơn là theo đuổi chiến lược bất đối xứng trước sự ép buộc ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ bày tỏ lo ngại hơn về việc liệu căng thẳng xuyên eo biển có thể kiểm soát được hay không. Một báo cáo phân tích của nhóm khủng hoảng quốc tế đã chỉ ra rằng việc kiềm chế các cuộc tấn công quân sự của Bắc Kinh vào Đài Loan không chỉ đòi hỏi phải khôi phục các bảo đảm lẫn nhau mà còn là một mối đe dọa cần quan tâm hàng đầu. Tức là Trung Quốc phải biết rằng, nếu như tìm cách xâm chiếm Đài Loan thì họ sẽ phải chịu thiệt hại thảm khốc. Trong cuộc gặp vào tháng 11 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ở California, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và yêu cầu ông Tập Cận Bình tôn trọng các thủ tục bầu cử của Đài Loan. Lúc đó ông Tập nói với ông Biden rằng Đài Loan luôn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung Mỹ. Ông Tập phủ nhận việc có kế hoạch tấn công Đài Loan bằng vũ lực vào năm 2027 hoặc năm 2035. Tuy nhiên, trang tin ABC đưa tin dẫn lời ba quan chức hiện tại và cả cựu quan chức Mỹ cho rằng ông Tập đã nói thẳng với ông Biden rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ thống nhất Đài Loan. Quan hệ Mỹ Trung Đài Loan trong năm bầu cử Mỹ. Hoa Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Một vấn đề ngoại giao quan trọng đặt ra với Mỹ đó là làm thế nào để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và bảo đảm hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Chính quyền tổng thống Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi trong vài thập niên qua. Hiện tại một số đảng viên Đảng Cộng hòa chỉ trích chính sách Trung Quốc của tổng thống Biden nhìn chung là chưa đủ cứng rắn và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng có những quan điểm khác nhau về cách xử lý quan hệ hai bờ eo biển Nhóm khủng hoảng quốc tế báo cáo rằng cả hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ sẽ sử dụng những lời lẽ cứng rắn chống lại Trung Quốc trong chiến dịch bầu cử để giành được phiếu bầu. Bà Sally Rieger nói rằng nếu Hoa Kỳ thực sự muốn hỗ trợ nền dân chủ của Đài Loan, họ cần ổn định mối quan hệ với Bắc Kinh, bởi vì Đài Loan sẽ luôn phải trả giá cho mối quan hệ Mỹ-Trung không ổn định. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh việc Mỹ cần thể hiện sự ủng hộ đối với các đối tác dân chủ, trong đó có Đài Loan. Bà nói, nếu Hoa Kỳ từ bỏ những người bạn khác của mình, người Đài Loan cuối cùng sẽ mất niềm tin vào cam kết của Washington. Bà Patricia Kim dự đoán năm tới sẽ là năm đầy thách thức đối với các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và Đài Loan, cũng như cả Washington và Bắc Kinh. Bà Patricia Kim nói với đài VOA rằng hai bên Mỹ Trung bày tỏ mối quan tâm chung trong việc duy trì sự ổn định cho nhau và cho phần còn lại của thế giới nhưng liệu sự ổn định có thể được duy trì hay không sẽ phụ thuộc vào ý chí chính trị của lãnh đạo hai bên, cũng như sự kiên quyết và quyết tâm của họ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà ô long bản bo của Đạm Thủy. Trà có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ và ngọt hậu, sản xuất theo quy trình và kỹ thuật cao của Đài Loan. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hộp thư contacta.dkn.tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.